Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về hoa diên vĩ. Trong một số các loài hoa thường dùng dành cho nước hoa nam, ví dụ như hoa diên vĩ, hoa cúc, hoa oải hương, hoa hồng vân vân và một số loài hoa khác, thì mình cực kỳ ấn tượng đối với mùi hương của hoa diên vĩ. Nó không có cái vẻ nồng nàn và hơi một chút gọi là unisex giống như là Canon Flower hoa cúc hoặc là MFK Oud Satin Oud hoa hồng, nó ngọt ngào và nồng nàn. Hai mùi hương này thì nó có thể gọi là đặc trưng của hoa hồng và hoa cúc, và mình không nói là nó chán, nó cũng rất là hay, nó cũng rất là đẹp, thế nhưng mà nó không đủ để gây ấn tượng đối với mình. Mà mùi hương mình thích ở đây đó là mùi hoa diên vĩ. Và hôm nay cái video này mình sẽ nói về một vài chai nước hoa có những cái nốt mùi hoa diên vĩ. Trước tiên chúng ta sẽ nói về cái tên Iris. Cái tên Iris này thì nó xuất phát từ theo truyền thuyết Hy Lạp, có nghĩa là nữ thần. Nó dựa theo cái tên của nữ thần cầu vồng Hydra. Theo truyền thuyết thì nữ thần này thường sử dụng cầu vồng để mà làm dạng như kiểu messenger ấy, nhắn tin, trao đổi mang tin từ các vị thần Olympia xuống dưới hạ giới. Và khi mà cô chạm đất thì những cái bông hoa iris xinh đẹp nó hiện lên ở dưới gót chân của cô. Đó, các anh em có thể là xem bức ảnh mà người ta phóng vẽ về nữ thần này. Đó. Cái thứ hai đó là theo như mình đọc trên các cái forum thì hoa diên vĩ thực tế là nó không có mùi. Những cái mùi hương mà các anh em hay ngửi trên nước hoa đó là họ chiết xuất từ rễ của cây hoa diên vĩ chứ không phải là mùi hoa của nó. Và cái thứ ba, cái đặc điều mình thấy khá là rõ nét nhất đó là mùi hoa diên vĩ nó khá là kén người dùng. Nó gần như không dành cho các anh em nào một tuổi đời còn sinh viên, mà nó phải có một cái chút gì đó nó trưởng thành. Đó, thì khi ngửi mùi hương này các anh em mới có thể cảm thấy thích mùi hương của iris. Còn nếu như mà chúng ta vẫn trong cái độ tuổi teen ngửi mùi hương này thì thực sự nó không gây ấn tượng, mà thậm chí nó còn rất là khó chịu đằng khác. Đó, đấy là ba cái mình muốn giới thiệu sơ qua về mùi hương của hoa diên vĩ. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em một vài chai nước hoa thuộc dòng design rất là dễ tìm, và đặc biệt là nó mang những nốt hương của iris rất là rõ ràng. Các anh em nếu như muốn trải nghiệm mùi hương của loài hoa này thì hoàn toàn có thể mua những sản phẩm. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent, nó có tên là Lanvin de Lôme Le Intense. Đây là bản nâng cấp tiếp theo của Lanvin de Lôme và Lanvin de Lôme Parfum. Đó, và điều thay đổi rõ nét nhất đó là ở phiên bản Le Intense này, nhà nước hoa từ Pháp họ đã thêm mùi hoa diên vĩ. Nó là sự kết hợp giữa cái mùi hương của hoa diên vĩ, một chút phấn nhẹ nhàng, và kết hợp vẫn là cái sự nồng nàn của phiên bản gốc Lanvin de Lôme. Và hai mùi hương đó kết hợp lại với nhau tạo thành mùi hương của Lanvin de Lôme Le Intense. Thật khó để nói đây là cái phiên bản nâng cấp hoàn hảo của Lanvin de Lôme, nhưng ở một khía cạnh nào đó nó vẫn là một chai nước hoa không tệ. Nó không phải là mùi hương xuất sắc, mình chắc chắn với các anh em đây không phải là một mùi hương xuất sắc, nhưng nó không tệ. Và nếu như anh em nào muốn trải nghiệm một chút gì đó sexy lãng tử và kết hợp với cái mùi phấn hoa nhẹ nhàng của hoa diên vĩ thì Lanvin de Lôme Le Intense là cái sự giới thiệu của mình đến với mọi người. Ở trên một cái bài viết trên forum Fragrantica, một nhà giống như kiểu là dạng như kiểu phê bình nước hoa, họ đã viết về mùi hương của hoa diên vĩ. Và khi nói về mùi hương của iris, họ đã viết rằng đây là một mùi hương thần bí, thanh lịch, mềm mại và có một chút gì đó là lạnh lẽo, vân vân. Thực tế mà nói thì mình thấy cái đánh giá này cũng khá là đúng. Mùi hương của iris tùy theo cái sự pha chế của perfumer thì nó có thể là nồng nàn hoặc nó có thể rất là sạch sẽ, tùy theo cái sự pha chế của người pha chế nước hoa đó. Tiếp theo, hai sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là từ nhà Prada, một chuyên gia sử dụng iris, mà hai chai nước hoa này rất là quen thuộc rồi, đó là Prada Lôme và Prada Lôme Intense. Prada Lôme thì mình đã có một cái video riêng nói về mùi hương của chai nước hoa này, cực kỳ thích hợp với văn phòng, sạch sẽ, mùi nó cảm giác giống như là xà bông. Cá nhân mình thì mình rất là thích chai nước hoa này khi mà sử dụng đi làm. Anh em nào nếu mà thích một cái mùi hương dành cho đang văn phòng thì đặc biệt
nên sử dụng chai nước hoa này. Tiếp theo đó là Plalone Intense. Cái mùi hương này thì nó là sự cân bằng giữa độ tonka da thuộc và iris. Như mình cũng đã vẫn nói về một vài video trước, mình rất là thích cái cách pha chế của mùi hương của chai nước hoa này. Mặc dù mình đã giới thiệu cho một vài anh em, nhưng mà rất là tiếc là các anh em đều không mấy ấn tượng về mùi hương của hai chai nước hoa này. Có thể là bởi vì là như mình đã nói ở đầu video, các bạn vẫn còn dạng kiểu vẫn còn trẻ. Thì thực sự là cái mùi hương của Prada Lone và Lone Intense này nó không hẳn, nó không hợp với các bạn tuổi teen. Đó, cần một chút là đã già và trưởng thành hơn thì dùng nó sẽ ok. Nhưng nếu mà chúng ta dùng sau một thời gian thì mình nghĩ là mùi hương của hai chai nước hoa này sẽ rất là ok. Tiếp theo đó là nhà Dior với Dior Homme Offerman và Dior Homme Intense. Chai Dior Homme Offerman này, với cái kinh nghiệm mình đã sử dụng, thì thực sự là khi mà mở nắp ra và xịt ngửi mùi thì sẽ không ấn tượng. Mùi hương này bình thường, không đẹp, không xấu, bình thường. Thế nhưng khi mà chúng ta xịt thì mùi hương khá là hay, cái mùi hoa diên vĩ nó như kiểu là nó bám quanh người mình vậy. Nó cứ lẩn vẩn bám quanh người và rất là bền bỉ nhé. Khi mà mình mua chai này và mình xịt thử thì thực sự là mình cảm thấy mình không quá ấn tượng. Một cái mùi hương nó không phải đột phá, thế nhưng khi mình xịt để sử dụng thì mình lại thấy nó rất là hay. Đó, cái mùi hoa diên vĩ này nó rất là đẹp, nó bám rất là dai dẳng và mình cảm giác rất là dễ chịu khi mình ngửi cái mùi hương của Dior Homme Offerman này. Đó, còn Dior Homme Intense thì nó quá là nổi tiếng rồi, mọi người đều biết, anh em tất cả gần như ai cũng biết, và đây gần như nó có thể đảm bảo được hết tất cả các cái yếu tố các anh em cần của mùi hương nước hoa. Do đó mình không cần phải nói quá nhiều. Đó, hai sản phẩm của nhà Dior đó là Dior Homme Offerman và Dior Homme Intense hoa diên vĩ. Tiếp theo sản phẩm của nhà Valentino, nó có tên là Valentino Uomo Intense, cũng là iris, cũng là da thuộc, cũng là đậu tonka. Thế nhưng mùi hương này nồng nàn hơn, mạnh mẽ hơn so với Prada Lone Intense. Mặc dù có dùng sử dụng cùng một vài nguyên liệu, thành phần nguyên liệu, thế nhưng mùi hương này mình cảm giác nó mạnh hơn. Đó, và nó có gì đó nó nồng nàn hơn, nhưng tựa chung lại đây là một cái mùi hương lại thêm một cái sự lựa chọn nữa cho các anh em trong những ngày đông, rất là đẹp, rất là nồng nàn. Mình nghĩ là không có nhiều điểm để chê mùi hương của Valentino Uomo Intense. Chai nước hoa có nốt iris cuối cùng mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Halloween Man One Shot. Mình đã khen rất là khá là nhiều trong những cái một vài video trước về mùi hương của chai nước hoa này, và đến cái video này mình sẽ lại phải khen nó. Bởi vì thực sự mà nói, với cái mức giá của chai nước hoa này thì nó quá là xuất sắc, quá là tuyệt vời, không thể chê. Mình nói thật là mùi hương này không thể chê. Đó, nó như thế nào thì anh em, thực sự mà nói, nó như thế nào thì các anh em chỉ cần bỏ ra 1 triệu thôi, các anh em mua về, mình đảm bảo là không thể nào mà chê trách được mùi hương này. Mình đã đưa cho các người bạn của mình xịt và ai cũng đều rất là, phải gọi là trầm trồ khen mùi hương của chai nước hoa này. Thì đây là một cái sự đầu tư. Nếu như anh em nào muốn trải nghiệm cái mùi hương của iris khi mà nó mix với các thành phần nguyên liệu khác nó như thế nào, thì Halloween Man One Shot mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Trên đây là một vài cái mình muốn nói về hoa diên vĩ và một vài chai nước hoa có cái nốt hương chủ đạo là mang thành phần nguyên liệu này. Video của mình đến đây là hết, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu như anh em cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.